Xin chào mọi người. Hôm nay cũng là cuối tuần, Ngọc được nghỉ cho nên là cùng các chị em nói là đi ngắm hoa. Mùa này là đang có nhiều loại hoa mùa thu đang nở rất là đẹp. Chỗ này thì công viên, ở đây người ta đến để vui chơi giải trí này kia, mà nghe nói là có nguyên một bụi hoa nhái rất là đẹp, nên là rủ nhau cùng nhau đi đến đây cho mấy em nhỏ chạy nhảy chơi vui rồi luôn nữa, mà ngoài trời cho nên là cũng an toàn, không phải là nơi không gian kín đáo. Hôm nay trời không được tốt, hơi âm u rồi. Đi đi tới đâu chụp đến đó ha. Hai chị em đang tích cực chụp ảnh kìa. Ngọc bây giờ thì đang thẳng tiến đến nơi có hoa, nên không chụp giữa đường, nó đợi đến nơi xem như thế nào. Mấy em nhỏ thì đã chạy trước nãy giờ lâu rồi, không đi để kiếm xem mấy em tới đâu rồi nữa. Ở bên có hai con sông nhỏ, người ta đi bộ tập thể dục nè, chạy xe đạp đâu. Nơi cho thể thao cũng có. Hôm nay mà được trời trong xanh nữa thì chắc là đẹp và mát lắm. Ta đi cùng nhau ra cắm trại dã ngoại. Bình thường là còn đông hơn nữa, nhưng có lẽ hôm nay thời tiết không được tốt, cũng hơi se lạnh. Lại thêm dịch corona nên người ta hơi ít đó, chứ mỗi lần đến đây thì thôi, kiếm chỗ trống cũng khó lắm. Muối à? Con gái của Ngọc kìa. À? Vậy không cần có mẹ vẫn chạy vui, chơi thoải mái một mình luôn. Đã đến cái bãi hoa rồi, thấy rồi nè. Nhưng mà có lẽ Ngọc đã đến trễ, hoa đã muốn tàn hết rồi. Mấy ngày trước thấy mấy chị em chụp hình đăng lên, nó nở rực rất là đẹp luôn kìa. Nhưng mà Ngọc không rảnh đi được, nay đi thì hoa đã muốn tàn hết rồi. Tiếc ghê vậy đó. Thôi kệ, ngắm đỡ vậy chứ biết sao giờ. Lúc này mà nở rực rồi chắc là đẹp lắm. Kìa, con gái Ngọc là đang trên đường để xuống nữa kìa. Con xin đi con. Không cần mẹ, chú xin mẹ, một mình vẫn vui. Qua đây nè chị ơi, qua bên đây nè. Phải réo mấy chị em sang đây chụp hình mới được. Thỏ thích xong rồi thì giờ mấy chị em dắt mấy em nhỏ đến cái sông vui chơi, vừa ngồi nghỉ ngơi một chút, đặng cho mấy em nhỏ cũng chơi trò chơi này kia luôn. Trên này người lớn thì tập thể dục, nít thì vui chơi ở sân chơi. Đây có người em Việt Nam cũng đang ngồi chờ nãy giờ. Hãy subscribe.
괜찮아 왜? 응? Mặc đồ con gái không ha? Dặn được rồi đó ha. Nhìn mấy em nhỏ vui chơi thấy cũng vui gì đâu. Trời cũng không lạnh gì mấy. Mát mẻ. Nhìn thấy người ta cắm trại mà ham, đang dự định lần sau cũng mang lều ra đây. Cắm trại chắc là vui lắm. Vui chơi thỏa thích rồi thì bây giờ cả nhóm chuẩn bị đi về. Trời cũng chiều và bây giờ nó có gió lạnh rồi cho nên là phải tranh thủ. Mà đi ngắm hoa xong rồi về nhà không thì cũng cảm thấy là tiếc. Cho nên là mấy chị em mà bàn với nhau là bây giờ đi uống cà phê, kiếm một cái quán nào đó vừa đẹp vừa ấm cúng. Vào cho mấy em nghỉ ngơi chút thì than khát nước nè. Than lạnh như tùm lum á. Nhìn nước sông nó thiệt là yên tĩnh. Đi chơi. Bà chị bà mệt mới ngồi bà chờ nãy giờ đó. Nhà kêu ra xe hết. Cái đám cỏ này đẹp ghê vậy đó. Ra tới bãi đậu xe rồi. Tập hợp lại lên xe, lên quán cà phê mà Ngọc đã tìm ra trước. Giờ là mấy chị em đã đến quán cà phê rồi. Quán này là lần đầu tiên Ngọc mới đến. Khi tìm trên mạng thì thấy quán rất là to lớn, 2 tầng cao này. Em Trang đang kêu uống cà phê. Đẹp cũng dễ thương. Trang trí nhìn hơi lạ một chút, đẹp mắt. Chụp hình cho 2 em nhỏ. Để một lát cũng lên lầu 2 xem như thế nào nữa. Một, hai, ba. Ok. Ok. Bánh da, nước da. Còn mấy em nhỏ. Mát chứ không? Nè đi. Ôi, tôi 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 đi. Ôi, tô
저도 빨대 주세요. 짠. 아, 이거 잘라, 잘라. 이거 놔둘 거. 아, 마지막. 오, 나 외출이다 남은 마스크 여기 안 넣어. 내가 안 했어. Mình một bàn luôn ha. Cái này của chị Minh này, của hai tụi em. Của chị Minh là bữa lạnh, của tụi em bữa nóng. Em muốn nhỏ xíu. Nó nạp luôn, mua mấy cái này luôn hả? Không có ghế ngồi. Có đi bên kia quá. Lại đây cho đông vui rồi nó uống mình nè. Xách cái ghế lại. Đã lừa rồi. Giờ nó chị. Đừng có kéo kêu lên. Bây giờ mặt sao tròn vậy, xa xa là trời ơi, còn xa đâu nó rớt cái máy của tôi á, rồi sao cỡ nào nữa, kiếm cái gì đó mới ra đó, Samsung mới ra đó. Cái đó máy à? Thay đổi. Máy em cũng máy mới, là mới mua gì đó. Không có tiện tài, bây giờ là cái loại 20. S20 là một. Không giống đâu. Thầy giống cô giáo rồi. Hả? Về cũng giống người giáo. Cận. Cận rồi. Cận rồi hả? Nó mới trẻ một cận rồi. Ốm này nhiều quá. Nhìn chữ sơ sơ đúng không á, thì chừng 5-10 phút rồi thôi, chơi điện tử 5-10 phút là thấy đau đầu á. Trước kia lên lầu 2, tỷ lầu 2 có gì nữa, thì đang quay phim hay là gì ạ? Đang chỉ quay vậy thôi chứ không có phải là live stream. Quay ý là quay vậy thôi hả? Chứ quay đi đẹp đẽ rồi tôi đưa lên YouTube. Khó chí cười. Bánh ngon không? Có cái này không mà ăn đại gì là rồi. Ngon thì cũng ngon. Cái màu đen quá không thích. Cà phê. À màu đen hả? Màu đen đậm hả? Hai. Đây là cà phê, quán cà phê mới mở. Các bạn hãy tới đây nha. Có hai cô nhân viên rất là dễ thương. Thêm một cô nữa, cô đó là đang cô giáo. Đó, cô bốn mắt. Cô giáo người ta đeo kiếm về thành cô giáo rồi. Mình đó em học như thích dở nhiều quá, mắc cận thầy cô giáo của bên đây là ôm điện thoại nhiều quá. Trực tiếp hay gì? Quay lên. Giờ này muốn hết vậy hả? Đó, đó. Giờ này tôi chuẩn bị ăn cơm, ai rồi đi uống cà phê làm gì? Mới mở cũng không phải là lâu lắm, cũng phải là mới đâu. Cái này nghe nói cái chủ của quán này làm cũng thợ chụp ảnh.
Hội họp ở đây nhiều lắm. Nên chở nó ở chở anh luôn rồi. Hủy chở anh luôn. Yên tĩnh quá nè. Ừ. Không muốn cà phê rộng rãi thoải mái để có chỗ đậu xe đồ thoải mái này kia. Quá yên. Buồn. Ừ thì buồn thiệt. Không vô đây thì để nó chỉ nó yên tĩnh họp hội rồi đó chị. Thì thoải mái rồi đó. Rồi tự nhiên. Họp lần thôi là nó đủ sống rồi. À. Chẳng hạn như ba đứa nhỏ lên nó họp chừng ba.